Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, 20 tháng 1, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi rõ rệt khi trời nhiều mây và có mưa rải rác. Trong khi đó, thì tại khu vực phía Nam, tiết trời mang đặc trưng của mùa khô, không mưa và nắng nhiều. Cụ thể là ở Bắc Bộ, do sự chi phối của không khí lạnh lệch đông và hình thế gây mưa trên cao, nên trời sẽ có nhiều mây, có mưa rải rác, chủ yếu là ở vùng núi vào đêm và sáng. Người dân nơi đây cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Do có mưa nên trời rét cả ngày, về đêm và cao nhất trưa chiều nay sẽ phổ biến là dưới 20 độ. Thậm chí những nơi vùng núi cao còn có rét đậm, rét hại. Quý vị chú ý để có phương án phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp. Các tỉnh thành Trung Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tương tác với địa hình đón gió nên trời nhiều mây. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Bình Định, mưa nhỏ xuất hiện rải rác. Nhiệt độ vì thế tăng dần từ Bắc và Nam. Rét ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và mát mẻ ở các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận. Trong khi đó, thì tại phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định. Ban ngày hầu hết các nơi trên cả hai khu vực này trời đều có nắng với cường độ vừa phải. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng trời rét ở vùng cao Tây Nguyên với mức nhiệt thấp nhất phổ biến sẽ từ 16 đến 19 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, do không khí lạnh suy yếu nên ngày hôm nay hầu khắp khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của nước ta, cường độ gió Đông Bắc chỉ ở khoảng từ cấp 4 cho đến cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Riêng vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, đôi lúc gió sẽ mạnh lên cấp 6. Tàu thuyền nhỏ cũng cần phải lưu ý để đảm bảo an toàn. Như vậy là trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ chuyển nhiều mây và có mưa rải rác tập trung ở vùng núi. Trung Bộ có mưa nhỏ tại Bắc và Trung Trung Bộ, các khu vực còn lại nắng ráo và trưa chiều. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 20 tháng 1 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.